Trong lá và củ khoai lang có nhiều chất bổ dưỡng dùng tốt cho cơ thể và cũng dùng để trị bệnh. Dây khoai và củ đã phơi trong mát chứa một ít các chất bổ dưỡng như adenin, choline. Ngọn lá khoai đỏ còn chứa một chất giống như insulin dùng để trị bệnh đái tháo đường. Trong lá khoai lang còn chứa chất nhựa tẩy, củ khoai và lá luộc ăn có tác dụng nhuận tràng. Trị táo bón, nếu dùng khoai lang sống thì tốt hơn. Đem khoai rửa sạch gọt vỏ, nghiền hay đâm nát rồi bọc vải vắt lấy nước uống lúc bụng đói, mỗi bữa sáng và trước bữa ăn, mỗi lần chừng nửa ly lớn. Nhiều người lên các cơn đau tim là do quá trình vôi hóa trong mạch máu của họ bởi quá trình này gây ra tình trạng hình thành mảng bám trong mạch máu. Vitamin K được biết tới như là một nhân tố hạn chế quá trình này xảy ra rất tốt và bạn hoàn toàn có thể nạp vào cơ thể thông qua việc tiêu thụ rau khoai lang. Giảm nguy cơ loãng xương đối với những người phụ nữ sau mãn kinh, do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương việc bổ sung vitamin k có từ rau khoai lang sẽ giúp bạn cân bằng lại lượng canxi trong xương ngoài ra khi kết hợp vitamin d với vitamin k thì nó có thể giúp người bị gãy xương sẽ mau hồi phục